Okay. Thêm xe chu ba là tuyệt vời này. Ôi tham lam quá. Pilot 3 nhá, xin phép nhá. Như à có một nhà Kai'Sa 2 à. Rất được. Nhụm vàng nhá, và nhụm vàng nhá. Gray này không biết. Rồi Pilot 3 rồi, làm sao biến đây? Nhìn xung quanh nãy giờ cũng không trả như cũng biết không ai có xe chu gì phải. Rồi giết hết thì cũng còn con này mà. Ok nhá. Chết bảy em ta. Chết bảy Ron kiếm được con Sechu 3 này thôi à. Ồ, mười đèn Nila 3. Khó ơi à. Mẹ Dobby này có hai đứa con 4 tiền 3 sao rồi. Thì có ai dám xe chung mình không? Không không. Thế thì... Ủa gì đây? Họ tưởng rất xinh à? Wow. Khó nhờ. Đây là con nào cast chiêu đức thì con nó sẽ ăn đúng không? Nằm ai đây? Ờ, con đi la ba cũng được. Cô này đang cầm cái dịch bệnh ngon quá mà không có nước mắt. Thôi quá là phê đi chứ hả. Rồi cấp 4 chắc rồi. Tham lam quá, tham lam rồi. Này nhá, giờ mà ra thêm con xe chung là bú này. Bú mạnh luôn này. Nico đi. Nico. Ok, Nico rồi. À, thật gì? Cái gì đây? Đó, à, kiếm được rồi, kiếm được đây. Cầm đi. Ôi lôn xấu vậy. Ôi lôn xấu ấy. Trả ra con grape luôn mà. Ôi mày ơi. Ôi bú. Tham lam điên. Tham lam điên. Nãy tôi ra con cái xa bên này luôn này. Uầy Nila ba. Mày Nila ba. Ok nhá. Rồi bạn kia sao thắng đây. Giờ giữ tiền lên 8. Kẹp thêm con Frevio hoặc là kẹp căng đăng vào luôn. Thế thôi. Ui mạnh ghê nhờ. Mạnh điên. Dây gần bàn đam luôn mà, mặc dù dây ba đồ à, cộng thêm một cho mỗi cái điểm trúng Việt Đan. Chả hiểu gì, mạnh quá luôn. Ui. Rồi sau bên đây bạn ơi, tôi có hai con 4 thì 3 sao rồi. Ui, ui, rồi ôi. Đâu hoàn đi bạn ơi. Đâu hoàn đi bạn ơi. 28 à. 22. Ôi đây là game cuối cùng rồi. Quá ồn. Nhận 2000 lá trắng trong 4 giây. 1200 sát thương phép. Rồi chịu tê tái. Cái gì? 10%. Quá ồn. Nhiều ơi. Nên nghỉ đánh luôn mà. Nghỉ đánh luôn.
Rồi bạn này làm sao win được nó? Chịu rồi. Thông cảm nhá. Chả xếp bài luôn. Ôi phê chua kìa. Rồi, xin phép nhá. Okay.